Phố xá thì đã đành rồi, nhưng mình lên trên Sa Pa này là để trải nghiệm và khám phá xem các cái dân tộc như dân tộc Mông, dân tộc Dãy, xem cuộc sống của họ sống như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi quá trình mình đi trải nghiệm trong khu vực này của Mông và Dãy này. Đã làm việc xong rồi, bây giờ là đi lên đường để đi tìm đến khu Store Garden để trải nghiệm trong cái khu vực đó, thấy người ta nói là rất là đẹp, nơi bình yên của các đôi tình nhân. Thì chúng ta cùng bắt đầu lên đường đi nhé. Ôi đây là Đẹp thế. có những cái góc ở đây đẹp lắm. Ừ. Thực ra mình cũng cũng phải kiểu Lào Cai Sapa ấy, cái mà trên đường đấy. Người dân này nó cũng thay đổi khá nhiều đấy nhỉ. Vâng, người dân như cô bé kia là người dân tộc ấy, cũng áo hồng ấy nhỉ. Mặt đấy là mặt dân tộc đấy, Đúng nhưng rồi. còn đây là khách hết. Đây chắc là dân tộc Dãy đúng không? Ở bên này là Dãy và Mông. Thì người Mông thì nó bé hơn, Rồi. mặt nó hôn hôn nhân của người Mông là cận huyết hơn, cho nên là người Mông á, là vì nó hôn nhân cận huyết nó bé thôi. Sáng mai em dạy xong một cái lớp là 7:15 đến 8:15 mới về, thì anh sẽ thấy là nó cao được 1m35, chắc là được không có được 35 cân nhỉ, hai đứa con 20 tuổi đấy. Đây. Nó không nên cận huyết lắm anh ạ, nên là cực kỳ đứa bé nữa, từ mặt hơi dại dạn. Người giấy thì nó khôn hơn, giấy khôn hơn à? Giấy gần như người tiên trước. Mấy chú này có bộ đàm này là chắc là của ô tô của đài truyền hình Việt Nam. Cái kia ông đạo diễn đi à? Đài truyền hình VTV mà. Đang đóng phim. Tập kết ngoài đường. Hôm nay có đóng phim từ gì đấy chẳng hạn. Truyền hình VTV họ về họ quay phim. Đẹp không? Đấy. Anh ơi, tháng 9, tháng 10 á, lúa nó vàng, nó cao, rồi. Công nhận. Không biết VTV nào đây? 1, 2, 3 nào? 4 này. Chứ không có cái gì khó đâu. Nhỏ. Anh đi vào là anh tiện, anh đi lên chỗ này anh nghĩ. Kể cả vừa xong anh thấy cái hoa quả em mua về đúng không? Em có hỏi anh đâu, em mua về thì khu nhà có gì dùng đấy. Mua một hai lần là biết ngay, thế nào là đẹp là biết ngay. Mà với lại kiểu mình sắm ấy thì thu nhà có đĩa nào hay là mình từ cái đó để cái kia, mình chẳng cần phải hỏi 100 câu hỏi. Rồi. Mình lựa xong mình để cạnh đấy thì thôi, anh để nào thì anh để, anh chỉnh thì chỉnh, anh trả chỉnh thì thôi. Kiểu bây giờ mình lớn rồi anh, đúng, hoa tươi quả tốt mình làm gì không biết mua đúng không, lúc nào mình dễ hâm, mà mình hâm lên thì mình nói nhiều, nếu không thì mình chỉ mong mình yên thôi. Để, bởi vì bây giờ là mình phải nói những câu chuyện nó chất lượng. Bây giờ đầu tư bao nhiêu tỷ, mua chỗ nào, trí thức ở đâu. Đây bây giờ đây, nhiều khi cho nên em dạy beo nó không hiểu vấn đề ấy anh. Nó chưa biết được. Nó không hiểu là mình phải tâm huyết với con thì mình mới dạy con. Chứ còn bây giờ mà để cho con mà tự thì tí về em dạy anh cái cách lồng nhạc. Bé tí rồi, đưa lớn dắt đứa bé. Nhưng mà các bạn đi lớn lên các bạn thiệt thòi lắm và lười lắm. Cứ thấy kể cả homestay nhà em á, lần trước em tuyển hai bạn ấy bé tí, chắc là người đấy mất 3.
mình kể cả mình bảo là em bê cái này chị, nó cũng không bê luôn. Cuối ngày em bảo thôi chị trả em 200.000 em nghỉ luôn, và cuộc đời em thì cũng chẳng sao đâu. Trên cao nhìn xuống kìa, trùng lũng kìa. Đây là cái thung, như anh nhìn xa kia cũng bay nó mới chịu đựng ở trong thung kìa, nhìn đằng xa kìa. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Thì nó sẽ không bay đi. Thế? Nó sẽ nằm ở đấy lâu lâu ạ. Đặc biệt quá. Chỗ này là người ta dễ thương này. Ừ. Người ta rúi một tí vào cây cỏ hoa lá. Ừ. Trong không có sức sống. Phơi nắng ra để cho nó sám ra mà. Đây là một số nước mà họ bị gọi là họ bị cái thời lượng có khi 10 tháng gọi là mùa đông ấy. Ừ. Ở châu Âu lạnh mà. Ừ. Vào trong nội thành của thị xã rồi. Giờ bắt đầu chúng ta đi tiếp để đi tìm nhà hàng Store Garden để tham quan nơi bình yên. Tôi cũng sắp tới rồi. Ngay đây không? Ôi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui giời, sực to. Ừ, dồi ôi, hồng là đẹp thế. Hoa nhiều hơn lá kìa. Ừ. Ui, cây hồng cái đẹp thế nhỉ. Lê đây. Ôi, hồng đẹp không? Hồng đẹp quá các bạn ạ. Cái hồng này mini không? Úi giời ơi, đúng vườn hồng. Hoa hồng tuy đẹp lại có gai. Muốn hái được hoa phải có tài đấy. Ui giời ơi, đẹp đầy lì thế này. Mưa lất phất mắt lạnh thế này. Kia là có bể tắm. Sapa đấy các bạn. Ôi dồi ôi, lê nhiều thế. Store Garden. Store Garden. Trái tim tình yêu đây. Ừ.
nơi tình yêu bắt đầu. Xa xa là những dãy núi sương phủ kín núi. Mày phải đi săn mây thôi. Đẹp mê trận như thế này đúng là đẹp quá. Ui giời ơi. Hà Nội mà được điểm vào như thế này thì ăn đủ đây. Mê nhất cái lê này. Tuy nhiên sai chịu cảnh. Cây kia là gì nhỉ? Chanh leo. Úi dồi. Chanh leo kìa. Sai thế nhỉ? Cái gì cũng sai. Đúng là Sapa thật. Hoa cỏ mọc. Úi dồi, quên sầu. Đấy. Này đi. Đâu? Hái rau ở đấy á? À thế à? Ừ, sướng đấy. Vì dẫn người đẹp đi ăn đây. Rau này là rau húng à em? Nó gọi là húng gì nhỉ? Không gọi là húng chó được đúng không? Ờ. Đây gọi là húng húng lưu à? Mỗi nơi nó gọi một cách khác nhau. Ừ. Húng lưu rồi húng đá. Ngon đấy. Ngu dược cây sen đá tuyệt đỉnh không này. Chưa. Sen đá có hoa này. Đi quá. Ở Tam Đảo đã mát lạnh rồi, ở đây thì còn mát lạnh nữa. Uống kinh khủng. Quán cá tầm là số 1 đây. Vườn lê Golden. Như cái thị ấy nhỉ. Hay thật. Như cái thị, như quả thị. Thế rồi, đi ra thăm bể cá này. Úi, có cả bể tắm. Bể tắm đây. Nước trong veo này. Sướng một đời. Lại có hai cây kèn. Nước trong veo sướng đời thật. Xa xa là những ngọn núi mây phủ trắng.
nay ở đúng đồng vang của em ăn ngọt thích. Đây nha. Thực dược này, con thực dược này. Đây là cây, có nơi thì người ta gọi là cây thảo quyết, cây mùng muồng, chữa khá nhiều bệnh, mất ngủ chứ. Có nơi thì người ta gọi là cây thảo quyết linh, thảo quyết linh.